chào đón tất cả quý vị các bạn đến với chương trình khảo sát 100. Với câu hỏi này, chúng ta có 6 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có ai không ạ? Tôi sẽ mở nốt đáp án còn lại. Hãy mở giùm tôi số 2 ạ. Số 3. Như vậy là sau vòng thi thứ nhất, tổng số điểm như sau. Khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không? Có hay không?
mở nốt đáp án còn lại. Và ô số 8. Như vậy sau vòng thứ 2 tổng số điểm như sau. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với vòng thi cuối cùng, được quyết định vào vòng thi đặc biệt. Vòng thi này điểm nhân 3. Với câu hỏi này chúng ta có 7 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không? Có hay không ạ? Tôi sẽ mở nốt đáp án còn lại. Vào số 5. 18. Như vậy là sau vòng 3 tổng số điểm như sau. Chương trình cả vòng thi đặc biệt. Và vòng thi đặc biệt là 5 câu hỏi. Thời gian chỉ được tính sau câu hỏi đầu tiên. Vòng thi đặc biệt bắt đầu. Và bạn đã trả lời
3. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi thứ 4. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi số 5. Và bạn đã trả lời. Sau câu hỏi đầu tiên và bạn đã trả lời. Câu thứ hai và bạn đã trả lời. Câu hỏi thứ ba và bạn đã trả lời. Và câu hỏi thứ tư và bạn đã trả lời. Và câu hỏi số 5 và bạn đã trả lời. Bởi vì
trên cơ chế chính sách của chính phủ, nên chúng tôi rất là được chủ động trong điều hành chính sách tiền tệ và tình giá và tiền mối phát triển sản xuất ra có thể là yên tâm về thị trường của Việt Nam, doanh nghiệp, người dân hoặc là về yên tâm. Đại diện ngân hàng nhà nước cũng đưa bản luôn có việc của chính phủ, ngân hàng trung ương là luôn luôn bảo vệ an toàn quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền. Điều này đã được thể hiện rõ trong thực tiễn nhiều năm qua cũng như hiện nay. Ngân hàng nhà nước sẽ hạ lãi suất điều hành để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực ngành kinh tế. Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa chỉ còn của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực ngành kinh tế giảm từ 5,5% một năm xuống còn 5% một năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng của quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 6,5% một năm xuống còn 6% một năm. Cùng với đó, ngân hàng nhà nước vừa công bố quyết định số 313 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của ngân hàng nhà nước đối với tổ chức tín dụng. Theo đó thì lãi suất tái cấp vốn giữ nguyên ở mức là 6% một năm. Thưa quý vị, từ ngày mai 15 tháng 3, khách du lịch theo đoàn của Trung Quốc đã có thể đến Việt Nam theo quyết định thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2 của chính phủ Trung Quốc. Hiện tại thì các doanh nghiệp Việt Nam đang nỗ lực xúc tiến trở lại thị trường này. Sau 3 năm đóng cửa vì đại dịch Covid-19, du khách Trung Quốc đã thay đổi thói quen, nhu cầu, sở thích cũng như là phương thức tiếp cận. Vì vậy mà cách tiếp cận quảng bá hình ảnh du lịch cũng cần thay đổi theo. Là doanh nghiệp lữ hành chuyên khai thác hai chiều dòng khách Việt Nam Trung Quốc, doanh nghiệp này rất phấn khởi vì đã chuẩn bị kế hoạch quảng bá của mình tại thị trường này. Có thông tin lâu rồi, chuẩn bị hết rồi. Nhưng mà công ty có thông tin lâu rồi, công ty làm việc rồi. Có lẽ là công ty đã xây dựng rất tăng rồi. Mình có lại quảng bá cho các doanh nghiệp. Theo thống kê năm 2019, ngành du lịch Việt Nam đã đón tới 5,8 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm 1/3 tổng lượng khách quốc tế. Việc Trung Quốc đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đã mang đến sự sôi động không chỉ thị trường du lịch mà còn cả các lĩnh vực khác như dịch vụ bán lẻ, hàng không. Đặc biệt là khách Trung Quốc thì thực sự là dễ chiều nhất đấy. Cũng bằng phục vụ họ ở Việt Nam này thì không có vấn đề gì. Cho nên là chủ yếu là liên quan đến các hoạt động các cái đơn vị cung cấp dịch vụ hay tour ở Việt Nam đều là hợp lý, phải dùng từ là hợp lý và chúng tôi dùng từ là value for money, tức là khách sẽ thấy là đến Việt Nam mọi thứ đều rất là phù hợp, thì đấy là lợi thế cạnh tranh. Để thu hút khách, một yêu cầu đặt ra hiện nay là doanh nghiệp cần phối hợp triển khai chiến dịch truyền thông hình ảnh mới về du lịch Việt Nam trên mạng xã hội, nền tảng công nghệ hình thành ở Trung Quốc. Quý vị, như vậy là bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 trở đi sẽ có các đoàn khách Trung Quốc bắt đầu ghé Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Và theo dự báo của các công ty du lịch thì số lượng khách này sẽ càng gia tăng trong thời gian tới. Tuy nhiên có một điểm đáng lưu ý hiện nay là số khách du lịch sẽ có sự thay đổi so với trước đây. Khách đi du lịch theo hộ gia đình sẽ nhiều hơn so với khách đoàn. Điều này đòi hỏi các công ty du lịch phải chăm chút cho từng sản phẩm của mình và nâng cao chất lượng dịch vụ để từ đó có thể nâng niu và giữ chân du khách đến ở lâu hơn. Thưa quý vị, bệnh glaucoma đường nước được xem là nguyên nhân gây mù lòa đứng thứ hai tại Việt Nam cũng như là trên thế giới. Căn bệnh này được xem là mối đe dọa nguy hiểm đối với sức khỏe cộng đồng do diễn biến âm thầm và có đến 90% người dân không biết về nó. Đáng chú ý, căn bệnh gây mù vĩnh viễn này có thể phòng tránh được nếu phát hiện sớm. Một ứng dụng trí tuệ nhân tạo của các bác sĩ bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh đang mang lại cơ hội phòng tránh cho nhiều người bệnh. Trước đây, để khám tầm soát bệnh lý cương nước, mỗi người bệnh thường phải mất từ 15 đến 20 phút với sự thăm khám, hỗ trợ của nhiều nhân viên y tế. Thì giờ đây, những vấn đề này đều đã được Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh cải thiện. Bằng phần mềm iDoctor, các bác sĩ tại đây đã có thêm một công cụ gợi ý chẩn đoán giúp những bệnh nhân như chị Thúy không phải chờ đợi lâu. Đi bệnh viện đây tầm soát thì nó cũng không có mất thời gian lâu mà nó nhanh, hiệu quả. Ở đây thì thấy các bác sĩ và nhân viên rất nhiệt tình, nhiều ngày đi khám thì cũng bình thường, không có chờ đợi lâu. Phần mềm trí tuệ nhân tạo iDoctor do các bác sĩ chuyên khoa Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu triển khai trong khoảng 2 năm. Nhóm nghiên cứu đã tập hợp hơn 4.000 ảnh